trời đại tôi thật rồi. Ôi ba ơi mà một buổi tối cuối cùng ba ra đi này thật rồi mà các cháu có về đâu. Cháu hiếu lúc lầy đang đi làm nhiệm vụ chống dịch bây giờ nên bốn cháu chẳng về, bốn cháu này chẳng về với ba hôm nay. Xa sung động nghẹn ngào cứ nghĩ về quê hương đi mà nơi đã là sinh thành có người ba hiện là từ nay đã ra đi. Ôi ba ơi, bao nhiêu ngày ba mỏi mệt đi cháu người, bốn cháu đến đây thăm mi mà hỏi ba muốn ăn gì cháu là các cháu đến thăm ba đây là được rồi. Người ba mệt đi nên ba chẳng muốn ăn gì, thôi quả bánh này làm mà gì cho tốn kém cả da. Rằng mỗi ngày ba mỗi khỏe dần nên nào ai ngờ tuổi 80 ba đã rất lì tình, ba bỏ bác bỏ cửa nhà bỏ bốn cháu để một người ba hiện đã từ để tay mắt này mặt đã mừng được nói chuyện với ba đây.
mỗi dài. Bác này chẳng này ở nhà với bác bá bỏ đi. Thôi ba đi về chốn đi xuôi vàng. Bác trở chia cho bác thân này cho các anh đi lấy bằng. Các chị cùng các cháu ở trên đời. Mọi người ai thời cũng được bình an. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời.